Người Campuchia thật dũng cảm, họ đặt bánh xe lửa thanh tạ trên đường ray, sau đó nhấc một chiếc giường làm bằng tre lên và đặt nó nằm phẳng trên bánh xe lửa, nối với máy phát điện rồi quấn dây cu lông. Một chiếc tàu tre đơn giản đã hoàn thành xong, đường ray rõ ràng là dành cho những đoàn tàu lớn. Tại sao người dân ở Bát Tam Bang, miền Tây Campuchia lại dốc hết tâm sức dùng tre để đan thành tàu chứ? Lỡ nửa đường nó hỏng thì phải làm sao? Hơn nữa tàu tre không có tay vịn, một cú phanh đột ngột có thể khiến người ta bay ra không? Lý do họ dùng tre để đan thành tàu, tất cả là do chiến tranh. Những năm 1980, hệ thống đường sắt của Campuchia bị chiến tranh tàn phá, nhưng ở Bát Tam Bang vẫn còn một đường ray xe lửa hoàn chỉnh. Nhưng chỉ có đường ray chứ không có tàu, người dân vẫn không thể đi lại được. Thêm vào đó, đường bộ quá xa, người dân vùng quê muốn lên thành phố, bệnh viện đều phải đi đường vòng, vì thế người dân địa phương phải tìm cách khác để đi lại. Họ phát hiện xe nhỏ vận chuyển hàng hóa ngày trước có kết cấu vô cùng đơn giản. Thế là họ dùng tre, gỗ, bánh xe bỏ đi, lắp thêm động cơ để làm một cái tàu tre đơn giản. Với tên gọi là Nori, tàu tre hình vuông, bên trên không có chỗ ngồi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển cả hàng hóa và hành khách. Ở Bát Tam Bang, Campuchia, người dân địa phương hoàn toàn dựa vào tàu tre để đi xa. Có tổng cộng 6 điểm dừng, giá khoảng 5.000 một người một lần. Nếu gửi hàng thực phẩm, một bao bằng giá 2 người tức là 10.000. Xe có chiều rộng 2,3 m, nhưng có thể chở 10 đến 20 người, hoặc 3 tấn gạo, dù là buổi sáng hay buổi tối. Chỉ cần có người cần đi, tàu tre Nori sẽ được vận hành. Nhưng xe khách với xe chở hàng ở địa phương chỉ đi 2 hoặc 3 lần một tháng, do tàu tre đã trở thành nhu cầu thiết yếu ở địa phương, nên chủ xe mỗi ngày có thể kiếm được 120.000. Số tiền này lớn gấp 6 lần lương phổ thông ở địa phương. Vận tốc lớn nhất của tàu tre có thể lên tới 50 km. Mọi người ngồi trên sàn vịn thật chắc, bình thường sẽ không bị bay đi, chiếc xe cũng sẽ không bị vỡ. Do đường sắt lâu rồi chưa được tu sửa, nên đường đi gập gà gập ghềnh. Cách một đoạn thời gian, tàu tre sẽ được kiểm tra, bổ sung thêm tre mới và được buộc chặt lại để tránh bị hỏng giữa đường. Nếu thấy những cành cây tươi tốt trên đường, có thể tiện tay ngắt xuống để tránh cho bánh xe bị kẹt. Nhưng xe hết dầu rồi, chủ xe cũng phải dùng tay để đẩy. Khi tàu được vận hành bằng tay thì chỗ nào cũng là điểm dừng nếu muốn. Toàn bộ hành trình nhanh nhất mất 45 phút để chạy xong, còn chậm nhất thì mất 3 giờ đồng hồ, vì đường ray tàu chỉ có một, không khác gì đường một chiều. Nếu hai xe gặp nhau thì hơi toang đấy. Trên con đường một chiều, tàu tre sắp phải đối mặt với tàu hỏa đang đi đến. Chủ tàu tre không kịp suy nghĩ, lập tức đuổi mọi người xuống xe, sau đó mọi người cùng nhau nâng thanh tre lên, dỡ bánh xe ra và đứng bên đường đợi tàu hỏa đi qua. Trong hơn 30 năm tàu tre được vận hành, các chủ xe đã có thỏa thuận ngầm, mỗi khi có hai xe gặp nhau, quyền sở hữu lối đi được xác định dựa trên số lượng hành khách. Đầu tiên, bên chở người phải nhường đường cho bên chở hàng. Tiếp theo, tàu đơn phải nhường đường cho tàu nhiều toa. Cuối cùng, bên nào dễ tháo rời phải nhường đường cho bên khó tháo rời. Quy định này làm cho tàu tre Nori vận hành ổn định trong suốt 30 năm. Nhờ các bài báo, Nori cũng trở thành điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Khi ngày càng có nhiều khách du lịch đến, Nori cũng đi đến điểm cuối của hành trình. Nghiêng ngả, lạc hậu, không an toàn đã thành nguyên nhân giết chết nó. Nơi đây xây dựng lại đường sắt hiện đại, vận hành lại tàu hỏa mới. Những người dân nơi đây cũng có những cách đi lại an toàn hơn. Nhưng trước đó, Nori cũng từng chở những em bé bị bệnh, chở lúa mùa bội thu, với giá cả vô cùng rẻ, cũng đem ước mơ bay đi khắp nơi. Có lẽ sau này, nó chỉ có thể được khoanh tròn như một nơi để trải nghiệm.